Chú anh chị ha, ngày hôm nay nhớ đi ao bà ôm xem cái cảnh lễ hội, lễ hội xung quanh đây ha. Thì gặp em hot girl, mấy em hot girl đi xem cái lễ hội, đi xem lễ hội ở ao bà ôm. Thông báo ban tổ chức vẫn còn ngày hôm nay trò chơi ở nội dung các hạng cân để gậy nam nữ và nội dung kéo qua nội dung đại nữ đông đấu phối hợp và đơn đề nghị các quý bà con tham gia lễ hội chúng ta tập trung vào bàn thứ bảy đăng ký thi đấu luôn. Tiến lên qua giữa đá đá bóp tay bóp tay một bên thêm một cái anh kia ta con rồi vẫn mời cầm khánh đi vậy theo rất là đông người ha để coi cái lễ hội vào quá trò chơi nếu vậy gọi là bịt mắt đập nồi nha. Xin tiết lộ đến các quý vận viên nữ ở nội dung để gậy nữ bây giờ đăng ký rất là ít, cho nên đề nghị các vận động viên quý bà con nữ tham gia lễ hội chúng ta tập trung để đăng ký số lượng vận động viên ít thì chúng ta dễ đạt giải. Thì đề nghị quý bà con chúng ta đăng ký thì ở nội dung để gậy nữ ai mà thích đó, thì cứ đăng ký vô chơi thôi, nó rất là đơn giản luôn. Rồi, giờ đi lại đây ha. Xem cái cảnh cảnh cảnh. Đập vào đất. Trà Vinh. Cũng như thế nào đó vậy? Vậy thấy không? Cảnh cảnh xung quanh đây. Ủa cái chỗ mà có mấy cái rễ cây nó nhô nhô lên ở đầu gì? À ở trong đó. Các vị thấy không, mấy em này đi ao bà ôm chơi ha. Đó. Thì người dân địa phương rất là rành khu vực này. Để xem nè, cái không khí xung quanh đây. Không khí xung quanh đây ha. Đập nồi đất. Đây có vận viên ha. Rồi. Để chuyển lên lên tới trên đập cái nồi đất. Wow hay quá theo anh đó đập nồi đất ha. Rất là hay luôn. Đoàn Quốc Khê là nhận giải em. Xin chúc mừng anh Đoàn Quốc Khê đã đạt giải ở nội dung. Quá vui hả vậy? Đập nồi đất xứ Trà Vinh. Nó đi lòng vòng ha. Xem cảnh ở xứ Trà Vinh. Ta đi lễ hội đó vậy. Rồi tham gia những trò chơi này nọ. Rất là vui luôn. Nếu vậy xem là ở Trà Vinh đó, nó có những cây rễ cây lớn ha, có thể ngồi chơi được, rất là mát mẻ luôn. Buồn quá trời. Đi về già lên đây, có gì hay không ha? Nè đây xem có cái gì hay nữa hay không? Này trường sáng xong, cái cổ này coi lễ hội luôn. Cảnh xung quanh ao bà ôm mảnh tay có thể ao đứng ao cái mảnh tay xuống Trà Vinh thấy vui không? Vui ha. Wow vui quá trời. Cái gì xung quanh đây ha, mọi người đi xem lễ hội vui. Đó. Hình ảnh cô chú anh chị đang xem á, ở Trà Vinh ha. Xung quanh ao bà ôm. Một người chơi này cũng nguyện vội, nhiều năm rồi chưa đặt được cái nồi nào. Bây giờ hôm nay sẽ có một cái sự thành công cho một tiếng năm mới à. Mời bà con mình cổ vũ cho đồng viên nữ.
cho bà con mình nhé. Em này đi coi nó vậy, coi lễ hội ha. Vậy thấy không, không khí xung quanh đây, đây ha, đây có mấy rễ cây rất là lớn, đây có những rễ cây rất là lớn luôn. Đồng đội thi đấu là ở đâu đâu đó. Xuống đây coi người ta thi đấu chơi ha. Đi tới trình động cái nồi. Bảy cái nồi nhưng mà tạm quay rồi. Thường là đứng ở sau cánh gà vậy. Coi nó sẽ vui hơn ha. Đứng sau cánh gà sẽ vui hơn. Năm nay đây có chơi đập nồi ha, nhưng mà Phạm Duy đập nồi quá đông vui. Ta biết rằng chúng ta là các vận động viên mà mặc áo là không bao giờ được nồi. Mọi người ơi, hay quá, hay quá, bước cái là dính liền. Bài số 11 và nó minh mồm thành phố Trần Dương Nguyễn Mạnh Tường, công an tỉnh. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, bước ra ngoài. Các cậu đồng viên ra ngoài, đi ra ngoài. Đập nồi ra ngoài đây, Thân ra Hồng. Đi ra ngoài. Lê Minh Hân. Đập nồi ở Trà Vinh. Nó qua đây xem ha. Ban tổ chức thông báo, ban tổ chức vẫn đang tiến hành nhận đăng ký thi đấu các nội dung thể loại nam nữ, nhảy ba bốn và thể con. Ở đây là cảnh mà đập nồi đó vậy, thi đấu đập nồi với nhau ha. À, bây giờ anh di chuyển lại nè. Wow. Hay quá, hay quá. Cái này đập nồi hay quá. Cao thủ ha, cao thủ đập nồi. Vì thấy không, khung cảnh xung quanh đây xem cái lễ hội ha, đập nồi cũng đông đảo, bà con mình đi coi ha. Bên này rồi, cái nào đèn bắt đầu anh đi lên rồi, tự lo nghe chuyển lên rồi, rồi đúng rồi, rồi đừng đập nồi đúng rồi. Đập hộp nồi rồi. Rồi bên đây. Không phải ai đập cũng trúng ha. Chuẩn bị. Không dễ. Không phải đâu. Khung cảnh xung quanh đây ha. Còn mình đi coi. Lễ hội đập nồi này nọ rất là vui luôn. Cảnh xung đây ha, cảnh đập nồi này nọ. Rồi giờ tới chuẩn bị nhắm hướng cho tỉ nha. Rồi bình tĩnh đi tới, đi đi. Wow, đây có một cái cảnh cũng đập
nào đó. Trời ơi, ổn quá, ổn quá. Rồi, cảm ơn cô tiên hiệp nha. Rồi, mời đứng đi.